Tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 tháng 3 âm lịch năm 2022 nhâm dần, đang nghèo khó bỗng đổi vận giàu sang, thiên tài ban lộc giàu có nhất vùng. Xin được hoan hỉ, chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt cho ban biên tập chương trình kính chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn, vận sự hanh thông, phát tài, phát lộc. Quý vị thân mến, như vậy là năm cũ 2021 Tân Sửu đã qua và năm mới 2022 Nhâm Dần đã đến. Trong tháng 3 âm lịch này thì ai cũng mong muốn mình sẽ gặp được nhiều may mắn, đặc biệt là khi bước sang năm Nhâm Dần 2022. Thì mọi người đều cố gắng và nỗ lực không ngừng để tìm kiếm những điều tốt đẹp, để xây dựng mọi thứ viên mãn nhất. Tháng 3 năm 2021. Tháng 3 năm 2022 thì những gia chủ tuổi Quý Sửu có vận may lội ngược dòng, được quý nhân tương trợ và thần tài chiếu cố đồng hậu. Cụ thể thì khi bước vào tháng 3 âm lịch thì con giáp này sẽ gặp được nhiều may mắn, công việc và mọi kế hoạch đều được thuận lợi, suôn sẻ. Và ngoài ra thì tuổi Quý Sửu còn tìm được cơ hội rất tốt để có thể thay đổi cuộc sống trong tháng 3 âm lịch này. Vâng, và trước khi bước vào nội dung cụ thể chi tiết thì quý vị cũng đừng quên ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng quả chuông để có thể luôn cập nhật được những thông báo mới nhất từ kênh. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị hãy cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết ngay sau đây. Xin mời! Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Những người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 mệnh tang đố mộc, tính tình lanh lợi hoạt bát, họ có chính kiến riêng, cũng có dũng khí đứng ra bảo vệ quan điểm của mình. Họ không bao giờ khoanh tay đứng nhìn kẻ yếu bị hiếp đáp, cũng vô tư giúp đỡ bạn bè chẳng cần tới báo đáp. Tuy nhiên, tính cách của người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 lại có phần hơi cứng nhắc, thẳng thắn quá, nên rất dễ đắc tội với người khác. Đây cũng có thể coi là nhược điểm lớn nhất của người tuổi Sửu mệnh mộc. Họ quan niệm cây ngay không sợ chết đứng và sống đúng với bản chất của mình, làm những gì mình cho là đúng. Người này nên tránh tranh cãi, mâu thuẫn với người yêu chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày, bởi vì điều đó sẽ nhanh chóng làm cho tình cảm của hai người trở nên phai nhạt. Với người đã kết hôn không nên mắng mỏ cãi cọ với con cái của mình. Hãy trân trọng hạnh phúc mà mình đang có, bảo vệ tổ ấm gia đình, cùng với các thành viên trong gia đình gia tăng tình cảm hơn nữa. Bước sang tháng 3 âm lịch, người tuổi Quý Sửu hầu hết đều đã xây dựng được một nền tảng sự nghiệp ổn định. Tuy đôi khi vẫn gặp những khó khăn nhất định, nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực hết mình, cuối cùng bạn vẫn có thể giải quyết được mọi chuyện ổn thỏa. Bản mệnh nên quan tâm nhiều hơn đến vấn đề gia đình, đặc biệt là nữ mệnh, đề phòng xảy ra xung đột nghiêm trọng. Xét về thiên can, quý âm thủy gặp giáp dương mộc nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng và nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho các gia chủ tuổi Quý Sửu. Nếu có cơ hội tốt cần phải nắm bắt thì tài lộc sẽ đến, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tháng này cho thấy công việc tiến triển đều đặn nhưng khó có những bước phát triển nhảy vọt. Cần phải kiên trì tiếp tục việc mà mình đang làm, chớ nên vội vàng muốn chứng tỏ bản thân, lấy lòng lãnh đạo. Bởi vì như vậy có thể gây phản tác dụng. Người làm kinh doanh sản xuất cũng không nên vội vàng mở rộng quy mô, nếu không dễ vướng rắc rối trong các thủ tục pháp lý và thậm chí là có thể bị lừa gạt. Thầy Gia Cát nhắc nhở người tuổi này cần phải lưu ý hơn đến các mối quan hệ xã giao, nên dĩ hòa vi quý là hơn. Đừng vì chuyện nhỏ mà phát sinh mâu thuẫn, cãi cọ với đồng nghiệp. Dù làm gì cũng nên thận trọng, từ lời nói đến hành động của bạn đều có thể gây ra mức ảnh hưởng khá lớn và thậm chí là khiến bạn vướng vào rắc rối phiền phức không đáng có. Gia chủ cũng nên dành thời gian để bồi dưỡng kiến thức chuyên môn của bản thân, để đến khi thời cơ xuất hiện bạn đã ở trong tư thế sẵn sàng nắm bắt. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc Đại Tướng Quân. Dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Quý Sửu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tài chính trong tháng nhìn chung bình ổn, không đến mức suy giảm nhưng cũng không quá rực rỡ. Tiền kiếm được đều đặn nhưng không nhiều, nhất là với những ai làm đầu tư hoặc buôn bán. Ngoài ra bạn cũng cần phải chú ý vì tháng này có dấu hiệu phá tài. Nếu bạn không biết cân đối tài chính thì tiền của bạn cũng không cánh mà bay. Bạn sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc cưới hỏi. Việc bạn cần làm là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của gia chủ Quý Sửu trong tháng 3 âm lịch không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tinh thần có phần không được tốt như các tháng trước đó do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Bản mệnh cần giữ bình tĩnh mỗi khi giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn, đừng nên chủ động ẩu đả với người khác, dễ khiến bản thân bị tổn thương. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn nên chú ý cách làm việc nghỉ ngơi, đồng thời hoạt động thể dục thể thao đều đặn để duy trì sức khỏe. Các quý gia chủ tuổi Quý Sửu sẽ luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của các gia chủ tuổi Quý Sửu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Theo Tử Vi năm 2022 tháng 3 âm lịch này, chuyện tình cảm của những người tuổi Quý Sửu khá ảm đạm, bản mệnh không thường xuyên dành thời gian cho gia đình, quá mệt mỏi và áp lực khiến cho gia chủ dễ mất kiên nhẫn, nổi nóng với bản thân mình. Gia đình bạn vào tháng này cũng sẽ gặp phải một số chuyện không hay, có xảy ra xích mích nhẹ giữa con cái và cha mẹ. Quý Sửu năm mệnh là chủ gia đình, có tiếng nói, bạn sẽ được tôn trọng. Bạn nên đứng ra giải quyết mâu thuẫn. Quý Sửu nữ mệnh là người mẹ, người vợ trong gia đình. Bạn cần phải ôn hòa trong lời nói, cư xử và hãy là tấm gương tốt để con cái noi theo. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Thìn, lục hợp Dậu, tam hợp Tý và thân thành thủy cục, xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu và tuyệt Tuất. Đối với người tuổi Quý Sửu trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 12 tháng 3 năm 2022, tức ngày 12 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mùi, có nạp âm là Sai Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 24 tháng 3 năm 2022, tức ngày 24 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mùi, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Quý Sửu trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 5 tháng 3 năm 2022, tức ngày 5 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 17 tháng 3 năm 2022, tức ngày 17 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tý, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 29 tháng 3 năm 2022, tức ngày 29 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tý, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho những người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong tháng 3 âm lịch. Chắc hẳn quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn, thành công hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Phong Thủy Gia Cát xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo của chương trình.